Lần đầu đi mua điện thoại theo cân ở chợ đồ cũ là trải nghiệm như thế nào? Hiện tại thì mình đang đứng ở chợ đồ cũ Vạn Phúc, Hà Đông. Ở đây thì bên cạnh những cái mặt hàng như là quần áo ra thì còn có một mặt hàng cực kỳ hot mà mình rất là tò mò, đó chính là đồ điện tử cũ. Nghe nói ở đây người ta bán iPhone theo cân các bạn ạ. Thôi bây giờ mình cùng đi để xem thực hư thế nào nhé. Ở đây thì các bạn có thể tìm được đủ loại mặt hàng từ điện thoại cũ này, máy tính bảng cũ, rồi cả những cái đồ gia dụng chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày. Cái này thì bao tiền cô? 50. 50 một cái iPhone các bạn. Đó là rất là nhiều điện thoại từ những cái thương hiệu á, Mobistar, một cái thương hiệu Việt từ rất là lâu rồi, rất là nhiều cái luôn và hầu hết thì tất cả đều không còn sống nữa. Những cái này là bán thế nào hả cô? Bán cân. Đấy, cái nào mà còn sống thì người ta sẽ bán cả máy, còn nếu mà máy đã chết rồi thì người ta sẽ bán theo cân. Nhìn chung thì các sản phẩm ở đây hầu hết là đồ hỏng, nhất là đối với đồ điện tử thì 90% là không thể sử dụng được nữa. Người ta bán chủ yếu cho thợ mua về để lấy linh kiện thôi. Còn những cái người đi mua nhỏ lẻ như bọn mình thì các bạn phải lựa rất là kỹ thì mới tìm ra được những cái sản phẩm có thể sử dụng được.